Sa mộc, quả cầu khí khổng lồ. Sở hữu một kích thước vượt trội so với tất cả các hành tinh khác gộp lại, Sa mộc không chỉ đơn thuần là hành tinh thứ 5 trong hệ mặt trời. Sức ảnh hưởng của Sa mộc đem lại sự yên bình cho trái đất, cũng như các hành tinh khác phía trong quỹ đạo của nó. Với một cấu tạo đặc biệt, Sa mộc mang trong mình sức mạnh khủng khiếp mà con người sẽ không bao giờ có thể đặt chân tới. Phía trong bầu khí quyển dày đặc của nó là cả một thế giới bí ẩn, nơi mà không dạng vật chất nào của trái đất có thể tồn tại quá một giây. Sở hữu một lực hấp dẫn vô cùng mạnh mẽ, Sa mộc có tới hơn 60 vệ tinh quay quanh, và con số này có lẽ vẫn chưa dừng lại. Với nhiệt độ bề mặt cao gấp 3 lần nhiệt độ bề mặt của mặt trời, nhiều người còn cho rằng Sa mộc chính là một ngôi sao thất bại, chỉ là nó không đủ vật chất để tạo thành ngôi sao mà thôi. Đường kính trung bình là 139.800 km, một ngày kéo dài 9,9 giờ. Chu kỳ quỹ đạo quay quanh mặt trời kéo dài 11,86 năm. Khoảng cách trung bình tới mặt trời là 797,5 triệu km. Khoảng cách gần nhất tới trái đất là 588 triệu km. Sa mộc là một hành tinh khí. Nó được cấu tạo từ 84% hydro và 14% heli, còn lại là các nguyên tố khác. Riêng bầu khí quyển có độ dày khoảng 5.000 km. Trong đó có chứa các tinh thể ammoniac, ammoni hydrosulfide, phosphor, lưu huỳnh, hydrocarbon, metan, hơi nước, vân vân. Càng xuống sâu áp suất càng mạnh và dần làm cho các tầng khí quyển chuyển dần từ trạng thái khí sang trạng thái lỏng. Ở đây cũng luôn xảy ra hiện tượng sấm sét với những tia sét mạnh gấp bao ngàn lần trên trái đất. Các dòng khí luân chuyển liên tiếp và di chuyển ngược chiều nhau trên Sa mộc cũng là những bí ẩn chưa được giải mã một cách rõ ràng. Nếu ta đi xuyên qua bầu khí quyển dày đặc và tăm tối của Sa mộc, thì điều gì sẽ chờ đón chúng ta ở phía dưới? Vì là một hành tinh khí, nên Sa mộc không có bề mặt cứng. Ngay dưới lớp khí quyển dày đặc là một đại dương chất lỏng, cực nóng và cực sáng. Đó chính là hydro lỏng. Hydro lỏng bao phủ toàn bộ bề mặt hành tinh và có nhiệt độ lên tới 17.000 độ C, gấp 3 lần nhiệt độ bề mặt của mặt trời. Nếu bạn đặt một chiếc máy quay để quan sát bên trong lớp hydro lỏng này, thì bạn sẽ thấy một môi trường rất trong, giống như bạn đang quan sát ở bầu khí quyển của trái đất vậy. Lý do của việc này là do hydro lỏng không có các đặc tính hòa tan các chất khác giống như nước trên trái đất. Đi sâu xuống, xuyên qua lớp hydro lỏng, chúng ta sẽ tiếp cận với một loại chất lỏng khác rất đặc biệt. Đây vẫn là hydro, nhưng không phải là hydro lỏng thông thường. Đó chính là hydro kim loại lỏng. Lớp hydro kim loại lỏng này thậm chí còn sáng hơn cả bề mặt của mặt trời. Áp suất ở đây cao gấp 3 triệu lần áp suất trên trái đất. Và đây cũng là môi trường mà không có dạng vật chất nào của trái đất có thể tồn tại quá một giây. Vậy, hydro kim loại lỏng khác gì so với hydro lỏng? Ta có một nguyên tử hydro bất kỳ, dù tồn tại ở thể lỏng hay khí, thì nó vẫn có một hạt nhân và một electron quay quanh. Khi ở dạng hydro kim loại lỏng, ở áp suất và nhiệt độ cực lớn, các electron bắt đầu di chuyển hỗn loạn và thoát ra ngoài nguyên tử, trở thành các electron tự do. Các chuyển động này cũng tạo thành các dòng chảy điện tích rất mạnh, giống như các tia sét xuất hiện ở khắp mọi nơi. Và cũng chính những dòng chảy điện tích này sẽ tạo ra từ trường. Có thể nói, từ trường mạnh mẽ của Sa mộc có được chính là do lớp hydro kim loại lỏng này tạo ra. So với các hành tinh khác trong hệ mặt trời, thì từ trường của Sa mộc mạnh vô cùng. Nó mở ra không gian một vùng rộng tới hơn 6 triệu km. Trái đất của chúng ta cũng có từ trường, nhưng yếu hơn rất nhiều so với Sa mộc. Nguồn gốc của từ trường trên trái đất chính là do lõi sắt nóng chảy trong tâm của nó. Như vậy, ta có thể thấy, khi các dòng chảy điện tích di chuyển trong môi trường kim loại lỏng, nó sẽ tạo ra từ trường. Như chúng ta cũng biết, nơi có từ trường mạnh nhất trong vũ trụ chính là một ngôi sao neutron. Vậy, có lẽ nào sao neutron được cấu tạo từ chất lỏng? Theo các nhà khoa học, thì điều này là có thể. Dạng vật chất trên sao neutron là dạng vật chất chỉ thái hóa, và nó có thể tồn tại ở thể siêu lỏng. Vậy, chất siêu lỏng là gì? Chất siêu lỏng là một dạng vật chất có độ nhớt bằng không, tức là loại chất lỏng này có thể chảy hoặc chuyển động mà không bị mất đi động năng. Nếu bạn có một cốc chất siêu lỏng và khuấy tung nó lên, nó sẽ tạo ra dòng xoáy không ngừng,
Còn độ nhớt của chất lỏng là đại lượng vật lý đặc trưng cho trở lực ma sát nội tại giữa các phân tử khi chúng có sự chuyển động trượt lên nhau. Nếu chất lỏng càng đặc hoặc độ nhớt càng cao, thì việc di chuyển trong môi trường đó càng khó khăn hơn. Vậy ta có thể thấy, trong sao neutron rất có thể tồn tại dạng vật chất siêu lỏng. Nơi đó, các phân tử điện tích di chuyển hỗn loạn và tạo ra một từ trường siêu mạnh. Quay trở lại với sao Mộc và đi sâu hơn nữa vào lõi của hành tinh này. Bên trong lớp hydro kim loại lỏng, siêu nóng, rực sáng và dẫn điện này là gì? Cụ thể lõi của sao Mộc như thế nào và được cấu tạo từ chất liệu gì hiện nay chúng ta chưa biết chính xác. Nhiều suy đoán cho rằng có thể sao Mộc có lõi đá cứng cùng với nhiều thành phần kim loại khác được hình thành từ buổi đầu sơ khai của hành tinh. Nhưng cũng có thể lõi cứng này đã bị biến mất hoàn toàn do các dòng đối lưu của hydro kim loại lỏng đã làm tan chảy nó. Chúng ta đang chờ những quan sát và đo đạc mới nhất của tàu thăm dò Juno để khẳng định chắc chắn hơn về điều này. Với một kích thước vượt trội và ẩn chứa bên trong là nguồn sức mạnh đáng kinh ngạc, sao Mộc có lẽ đã có cơ hội để trở thành một ngôi sao đúng nghĩa. Nếu nó có thêm vật chất trong buổi đầu hình thành, thì có thể hệ mặt trời của chúng ta đã là một hệ sao đôi. Khi đó, chắc chắn sự sống trên trái đất sẽ rất ít có cơ hội được hình thành và phát triển. Thật may mắn cho chúng ta là điều đó đã không xảy ra. Và hiện nay, sao Mộc cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc duy trì sự sống trên trái đất của chúng ta. Lực hấp dẫn vô cùng mạnh của sao Mộc luôn chi phối sự di chuyển của các thiên thạch trong vành đai tiểu hành tinh. Nhờ đó, các hành tinh phía trong như trái đất hay sao Hỏa luôn có được sự an toàn trước các mối đe dọa từ vành đai thiên thạch này. Hơn nữa, sao Mộc cũng là một nơi nuôi dưỡng những hy vọng cho sự sống mà con người luôn muốn được khám phá. Đó chính là mặt trăng Europa, nơi tiềm năng nhất cho khả năng tồn tại sự sống ngoài trái đất. Nhà vật lý học Stephen Hawking đã từng nói, "Tôi ước gì chúng ta có đủ tiền để thực hiện những nghiên cứu khoa học và đưa con người đến khám phá những nơi vô cùng tiềm năng cho sự sống này càng sớm càng tốt." Ở sao Mộc, tất cả các vệ tinh đều được bao bọc trong từ quyển của nó, và hệ thống các vệ tinh này cũng giống như một hệ mặt trời thu nhỏ. Các dạng thời tiết của sao Mộc cũng rất lạ lùng và tiêu cực. Cơn bão khổng lồ to gấp đôi trái đất của chúng ta đã tồn tại ít nhất 350 năm và chưa hề có dấu hiệu kết thúc. Các nhà khoa học gọi đây là vết đỏ lớn. Nó quay ngược chiều kim đồng hồ và có chu kỳ kéo dài 6 ngày. Đường kính dao động từ 12.000 km đến 40.000 km, trong khi đường kính của trái đất cũng chỉ là hơn 12.000 km. Nó đủ lớn để chứa từ 2 đến 3 trái đất. Những quan sát cho thấy vết đỏ này cao hơn 8 km so với các đám mây xung quanh. Trong quá trình tồn tại, vết đỏ luôn thay đổi vị trí kinh độ, nhưng vĩ độ vẫn được giữ nguyên. Hiện chưa rõ nguyên nhân do đâu mà cơn bão này được hình thành, cũng như duy trì lâu đến vậy. Có rất nhiều suy đoán được đưa ra, nhưng cũng rất khó để có thể giải thích được điều gì đang chi phối cơn bão đó. Cùng với đó, các dòng chảy của khí quyển cũng liên tục di chuyển ngược chiều nhau một cách rất khó hiểu. Các vệt nhiễu loạn hay các đốm nhỏ cũng liên tục hình thành và mất đi. Tất cả những điều này đã tạo cho sao Mộc một khí quyển luôn vận động và sôi sục. Điều đặc biệt hơn nữa là ở đây cũng có những cơn mưa. Những thứ rơi xuống từ bầu khí quyển không phải là nước mà là hydro lỏng, heli lỏng, metan lỏng hay thậm chí là kim cương. Ở các hành tinh như trái đất của chúng ta thì kim cương tự nhiên chỉ có thể được hình thành từ rất sâu dưới lòng đất hoặc bên trong các núi lửa phun trào nham thạch. Hầu hết kim cương tự nhiên đều được hình thành từ hàng tỷ năm trước. Khi có nhiệt độ và áp suất đủ mạnh, carbon bắt đầu hình thành dạng cấu trúc phân tử đặc biệt mà chúng ta gọi là kim cương. Ở các hành tinh khí như sao Mộc, sao Tổ, sao Hải Vương hay sao Thiên Vương thì kim cương có khả năng được hình thành ngay trong bầu khí quyển. Ở nhiệt độ và áp suất phù hợp, kim cương có thể được hình thành và trôi lơ lửng trong bầu khí quyển. Khi đã đủ nhiều thì nó sẽ rơi xuống như mưa. Nhưng khi rơi xuống một môi trường nóng như hydro lỏng, những viên kim cương này sẽ ngay lập tức bị tan chảy. Nếu chúng ta có thể tiếp cận được những cơn mưa này thì quả thật là một điều tuyệt vời. Tuy nhiên, cũng không dễ dàng chút nào nếu chúng ta muốn mang những viên kim cương đó về trái đất, vì sẽ chẳng có con tàu không gian nào có thể di chuyển vào khí quyển của sao Mộc hay sao Thổ và trở lại một cách nguyên vẹn. Những thế giới của các hành tinh khí phía ngoài rìa hệ mặt trời vẫn luôn cuốn hút con người trong hàng thế kỷ qua. Chúng ta hãy cùng hy vọng
Một ngày không xa, con cháu của chúng ta có thể trực tiếp đặt chân tới và khám phá nơi này. Hoặc ít ra cũng ngồi ở nhà và xem livestream trực tiếp chuyến bay tới Sa Mộc hay Sao Thổ. Hãy cùng hy vọng.